Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tất nhiên, đây là một câu chuyện về sự đào thải tự nhiên, nhưng nó có sự dạy dỗ rất nhiều chúng ta tại đây. Chị mẹ đại bàng không thay đổi nguyên tắc dạy con. Nó không hạ thấp độ cao của nó để cho chim con dễ nhảy lên lấy mồi. Nó vẫn giữ cái trạng thái như vậy và bắt buộc những con chim con phải dương cổ của mình lên mạnh hơn, bởi vì chim mẹ biết được rằng cuộc sống là một trận chiến. Nếu con mình không dạy từ bây giờ thì cuộc đời sẽ giết chết nó. Thành ra con phải có cái cổ thật là cứng. Cổ cứng này con có thể quắp chết một con nai, con có thể đập chết một con rắn, còn cổ con không đủ cứng, con sẽ chết vì đói. Thành ra hãy vươn lên, hãy vươn lên, hãy vươn lên. Không phải yêu con này hơn con khác, nhưng con phải cố gắng, con phải bươn tới, con phải chiến thắng ngoại cảnh. Đừng để cho sự ẻo lả, đừng để cho sự yếu đuối giết chết con. Đức Chúa Trời không hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài. Ngài vẫn giữ nguyên tắc đó và chúng ta bắt buộc phải thay đổi, vì Ngài không thay đổi để chúng ta phải thay đổi vươn lên. Amen. Chúa ban ân điển cho chúng ta để chúng ta đủ sức vươn tới cái điều mà Ngài muốn. Tôi muốn cùng với anh chị em đọc vào câu Kinh Thánh. Một trong những điều kiện mà Chúa muốn ban phước cho chúng ta, một điều kiện cần quan trọng, sau đó mới tới điều kiện đủ. Điều kiện này là một điều kiện duy nhất để Đức Chúa Trời có thể sức giàu cho bạn, có thể ban phước cho bạn. Và chỉ điều này là điều duy nhất mà thôi. Nếu không có điều này thì sẽ không có một loạt những điều xảy ra sau đó. Hãy cùng tôi dở sách Luca đoạn 1 câu 53. Lời Chúa nói rằng Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Hãy nhắc lại cùng tôi từ đói. Lời Chúa nói rằng Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Khi bạn nghe đến từ kẻ giàu này, đừng vội xét đoán. Tí nữa tôi sẽ giải thích. Đừng hiểu sai câu Kinh Thánh mà Chúa muốn dạy bạn ngày hôm nay. Đói có nghĩa là không được no. Đói nó có nghĩa là không được no. Và hãy nhớ một điều này, Chúa chỉ ban phước hay là Ngài chỉ làm cho kẻ đói được no đủ thôi, chứ không phải những kẻ không được thỏa mãn. Có nhiều kẻ không thỏa mãn, lầm bầm. Chúa không ban phước cho những kẻ như vậy, mà chỉ có những kẻ đói thôi. Người con trai hoang đàng, hãy lắng nghe này. Người con trai hoang đàng vì đói cho nên nó đã quay trở về với cha của mình và ăn năn. Người con trai hoang đàng đó có thể lựa chọn ngay tại chỗ lợn đó, nó đang đói đó, nó lấy cám lợn ăn. Vừa ăn vừa kêu hôi quá, thối quá, dở quá. Nhưng khi ăn một chút rồi thì nó không còn đói nữa. Nó không thỏa mãn, nhưng đã hết đói rồi. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Có những kẻ không thỏa mãn, Chúa Ngài không ban phước cho những kẻ như vậy. Chúa chỉ làm no đủ những kẻ đói mà thôi. Đói khác với không thỏa lòng. Đói khác với nghèo. Chưa chắc kẻ nghèo mà đã đói đâu. Có nhiều khi kẻ nghèo ăn đồ rác rến mà cho nó đỡ đói đó. Rõ ràng bụng chứa đầy cám lợn, miệng vẫn nói lẩm bẩm tôi thèm ăn, sao mà cuộc đời chán thế này, nhưng bụng không còn đói nữa. Chỉ có kẻ cực kỳ đói thì mới tìm kiếm bằng được đồ ăn để cho không chết. Và Chúa chỉ ban cho những kẻ đói nhận được điều mà anh ta cần thôi. Vậy cho nên anh chị em ơi, nếu bạn thật là đói ăn thì đừng lấy những cái thấp hơn cho vào miệng của mình. Bạn sẽ không còn đói nữa đâu. Mặc dù không hề thỏa mãn, nhưng bạn đã hết đói rồi. Hãy tìm bằng được cái điều gì mà bạn đang ước ao và đòi hỏi xin Chúa gõ cửa bằng được. Chúa ơi, hãy ban phước cho con. Câu Kinh Thánh tiếp theo cứ bật lên là trở lại. đói chưa chắc đã là nghèo. Chúa nói tiếp, và đuổi kẻ giàu về tay không. Hãy nhắc lại cùng tôi, kẻ giàu. Giàu ở đây không phải là giàu như chúng ta vừa nghĩ đâu. Giàu ở đây là những kẻ ở trong trạng thái nói tôi đủ rồi, không cần gì nữa đâu, nhận thức tôi giỏi rồi, tôi đang hâm hầm đây, tôi không cần gì thêm nữa, không cần cố gắng nữa, tôi dậm chân tại chỗ, như vậy cuộc đời là đủ rồi. Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn dưới không ai bằng mình. Tôi đã thỏa mãn điều tôi đang có rồi. Chứ không phải giàu về tiền bạc ở trong túi. Bởi vậy cho nên bạn ơi, giàu không có nghĩa là không đói. Nicodem đang đói, Sa-chê là người giàu nhất thành phố cũng đang đói. Ông đói sự công bình, ông đói Chúa, đói khát lời của Ngài và đi tìm kiếm. Bởi vậy cho nên đừng hiểu lầm là Chúa ghét kẻ giàu, đừng hiểu lầm là Chúa yêu kẻ nghèo. Chúa yêu những con người có đức tin. Lời Chúa nói rằng chỉ có đức tin mới đẹp lòng Ngài mà thôi. Có rất nhiều người đọc câu Kinh Thánh này và hiểu sai và nói rằng Chúa cực kỳ ghét kẻ giàu, thành ra kẻ giàu tới Chúa đạp luôn đi. Không phải thế anh chị em. Mỗi một con người giàu nghèo là những cái ai họ sở hữu, mà Chúa yêu là yêu con người, chứ không phải yêu cái gì con người có. Bằng cấp hay thiếu học nó chỉ là cái sở hữu của con người đó thôi, còn giá trị con người như nhau. Hãy nói một lần nữa, kẻ đói. Hãy nói thật to, đói. Lời Chúa nói, Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Chúng ta hãy xin Chúa cho luôn luôn trong trạng thái đói. Chúa ơi, con muốn nhiều hơn, con muốn nhiều hơn lời của Ngài. Anh chị em ơi, một ý tưởng tới thôi cũng làm cho bạn giàu và những người khác giàu. Ý tưởng là tiền bạc, ý tưởng là tiền bạc. Ai đã từng một lần ít nhất trong cuộc đời ăn Döner, giơ tay tôi xem nào. Kebab Döner. Năm 1969, một người Thổ đầu tiên đã biến từ món thịt cháy hay là thịt nướng của cha mẹ mình tại Thổ biến trở thành cái bánh Kebab Döner, bán trước đầu tiên tại Berlin. Người ta gọi Berlin là cái nôi sản sinh ra Döner. Tất nhiên rất buồn cho ông ta bán như vậy nhưng không hề mua cái gọi là gì, bản quyền. Sau cuối cùng một người khác đã chộp được, năm 71 đã mua bản quyền. Và bây giờ bao nhiêu con người triệu phú đã được dấy lên bởi từ cái Döner, cái bắp đó. Một ý tưởng thôi, một ý tưởng từ trong đầu thôi có thể biến bạn từ tay không trở thành kẻ giàu có. Anh chị em ơi, đừng coi thường ý tưởng, đừng coi thường sự cọ sát trong tri thức. Amen. Có thể món bún chả của bạn sắp tới có thể đứng hàng thứ 3 tại Berlin này, sau Kebab Döner. Đầu tiên Big Mac, thứ hai Döner, thứ ba bún chả của bạn. Ai biết được? Tại sao lại không? Có thể sắp tới món bún phở của bạn là món ăn hàng thứ 3 tại Berlin và tại nước Đức này. Họ xếp Döner là gia vị của Đức, món ăn của Đức thứ hai mà người Đức thường xuyên ăn, chỉ bởi một ý tưởng. Bởi vậy cho nên hãy quay sang lân cận nói rằng lời Chúa quan trọng lắm. Vì sao? Vì lời Chúa mang tới cho bạn những ý tưởng. Luca đoạn 16 câu 16. Tôi xem cái đoạn phim vừa rồi gần chục lần, xem đi xem lại, xem đi xem lại. Và đặc biệt tôi để ý tới con chim thứ ba. Mỗi lần thấy con chim thứ ba đó, nó tủi xuống rồi tôi nhớ thằng Jeremy. Tôi bảo thương quá đi thôi con ơi. Nếu mà là tôi thả thấp ra một chút rồi tôi véo một cái con giun ra một chút, tôi để ra sau lưng để cho hai con kia ăn xong tôi dúi cho thằng thứ ba nó ăn. Nhưng mà sau đó tôi biết một điều rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ chết thôi. Sớm muộn gì cuộc đời này rồi con chim thứ ba đó cũng sẽ chết. Kết thúc trên màn hình chỉ còn chim mẹ bay trước và một con chim bay sau lưng thôi. Con thứ hai cũng chết rồi. Có thể lúc rơi xuống nó không đủ sức để nâng tiếp, nó lười nhác, nó chán, nó bảo thôi xin chào anh em đi nhé, và nó rơi xuống chết, đập đầu vào đá chết. Còn con kia nhất định không đầu hàng, tung cánh. Và nó hiểu được rằng càng tung cánh mạnh thì lông ống ở trong cánh của nó càng vững chắc hơn. Chúa tạo rừng ra nó có đôi cánh để bay, chứ không phải đôi cánh của gà trống đạp mái. Và nó đã bay được. Luca đoạn 16 câu 16. Đây là một câu kinh thánh bị sốc cho nhiều người ngồi tại đây, bị sốc cho những người tin Chúa trong hội thánh mà vẫn theo truyền thống, tin Chúa trong hội thánh mà vẫn theo chủ nghĩa xã hội. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời của Giăng Báp-tít mà thôi. Từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy phải dùng sức mạnh mà vào. Tin lành không phải dành cho kẻ yếu. Tin lành kêu gọi kẻ yếu tới để trở thành kẻ mạnh. Còn vào được thiên đàng thì chỉ có kẻ mạnh mới vào được thôi. Chúa nói với những kẻ yếu rằng: hỡi ai mệt nhọc và nặng gánh hãy đến cùng ta. Nhưng nhờ ân điển, khi các người ở cùng ta rồi, có một lời răn khác: các con phải tìm ta mới gặp được. Còn những kẻ chưa tin, Ngài đến tìm họ. Còn những kẻ đã tin rồi thì Ngài đòi hỏi một cái luật khác: các ngươi phải tìm ta hết lòng thì mới gặp được. Còn chúng ta sống trong Chúa rồi vẫn áp dụng phương pháp ân điển theo kiểu kia. Cứ ngồi một chỗ, Chúa tự tìm đến con. Đâu, con không xin đâu. Chúa bảo không xin là chết đấy. Ôi, tình yêu thương của Ngài ở chỗ nào? Chúa nói rằng: xin lỗi, hãy đọc lại lời của ta xem. Tình yêu thương không yếu đuối, tình yêu thương không xin xỏ mà cho tư dục của mình, tình yêu thương không trộm cắp, tình yêu thương không thám lợi, tình yêu thương không tư lợi. Và lời Chúa nói rằng luật pháp và các lời tiên tri nó được hành động đến đời của Giăng Báp-tít. Và từ sau Giăng Báp-tít trở đi, thời kỳ ân điển đã tới rồi. Kinh Thánh chép rằng luật pháp và các lời tiên tri có đến đời của Giăng. Và luật pháp trong Cựu Ước đã chỉ ra tôi và bạn là người bất lực, không thể làm trọn luật pháp được. Chúng ta không thể dùng sức của mình để làm trọn luật pháp. Và từ Giăng Báp-tít cho tới bây giờ, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, đã được giáo truyền cho tất cả mọi người. Bạn và tôi cũng giống hệt như Benjamin. Ông ta nhận được thì tôi và bạn cũng nhận được. Bạn và tôi giống hệt Giăng Báp-tít. Bạn và tôi giống hệt như Giăng Kitô. Bạn và tôi giống hệt như Richard Bonke. Họ nhận được, tôi và bạn cũng nhận được. Vì sao? Bởi vì tin lành của nước Đức Chúa Trời đã được tung ra rồi. Tin lành của nước Đức Chúa Trời là quà tặng đã ban cho tất cả mọi người, không thiên vị bất kỳ một ai. Bạn nhận được bao nhiêu, đó là hoàn toàn do bạn và tôi trả giá. Bạn có dám nhảy mạnh hơn nữa để giật con giun ở miệng mẹ mình không? Hay là đứng ỉu xìu: mẹ ơi, tại sao không có, kiểu xã hội chủ nghĩa, chia ra trước đi mẹ. Robin Hood đâu rồi? Lúc đấy con chim thứ ba đó ước ao xuất hiện Robin Hood thì hay quá nhỉ, giật ngay con giun này chia cho kẻ nghèo. Từ đó tin lành nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy phải dùng sức mạnh mà vào. Tin lành là quyền phép. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi hãy nhận lấy sức mạnh đó. Sức mạnh của tôi và bạn đó không phải tôi và bạn vốn có sức mạnh, mà chúng ta là những kẻ yếu, vì yếu mới cần tới Ngài. Và khi có Ngài rồi thì chúng ta cần phải hút từ Ngài, phải nhận từ Ngài sức mạnh. Và những kẻ yếu nói tôi đã được mạnh, những kẻ nghèo nói tôi đã được giàu, những kẻ bệnh tật nói tôi đã được khỏe mạnh. Mạnh nó nằm ở chỗ đó đó anh chị em. Mạnh không phải bởi tôi và bạn vốn có, mà mạnh bởi vì tin lành Đức Chúa Trời từ đời Giăng đó đã truyền ra cho tôi và bạn. Cái nước Đức mà bạn và tôi đang đứng đây này, 2000 năm trước so với văn hóa của Trung Hoa, người ta gọi chỉ là kiều hôi mà thôi. Nhưng khi Phao-lô tới giảng tin lành cho cái bộ lạc tại đây gọi là bộ lạc Jackman đó, tin lành đã thay đổi toàn bộ Âu Châu, và họ đã trở thành những nước cực kỳ giàu có. Đừng đổi tội cho chủ nghĩa đế quốc, đừng đổi tội cho tư bản dễ chết. Hãy nhìn lại bản thân của mình. Chúng ta đôi khi luôn đẩy lỗi cho người khác thôi. Ôi tôi thất bại, ôi tôi không thi đỗ bởi vì nhà tôi nghèo, đất cày trên sỏi đá. Quê hương tôi đất mạnh đồng chua, làng tôi nghèo, đất cày trên sỏi đá, không có cơ hội học. Không, Henry Ford chỉ để học đến lớp 7 thôi. Thomas Edison, nhà bác học đại tài của thế kỷ 20, tính ra những người ngồi trên ghế nhà trường chỉ có 3 tháng thôi. Đến trường nào bị đuổi, trường đó thằng ngỗ nghịch. Nhưng họ không chấp nhận hoàn cảnh. Đừng đẩy tội cho người khác, đừng đẩy tội cho hoàn cảnh. Amen. Người ta nói rằng châu Phi và châu Á nhiều nước nghèo khổ bởi vì chủ nghĩa đế quốc. Đế quốc đang đô hộ, thực dân đang đô hộ họ cho nên nghèo. Bạn ơi, có 3 nước là thuộc địa của đế quốc mà bây giờ rất là giàu. Đó là Hồng Kông, đó là châu Úc, đó là Hoa Kỳ, là thuộc địa của đế quốc đây, thuộc địa của đế quốc Anh đấy. Thế mà bây giờ cực kỳ giàu. Có 2 nước chưa bao giờ làm thuộc địa của ai mà bạn đâu có dám đến du lịch, đó là Afghanistan và Nepal. Bạn có thích sang đó làm công dân danh dự tại đó không? 2 nước đó chưa hề bị hội nào đô hộ. Còn 2 nước chưa bao giờ làm chủ nghĩa thực dân, đó là Thụy Điển và Thụy Sĩ. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đừng đổ tội cho hoàn cảnh bởi vì nó mà tôi nghèo. Amen. Đừng đổ tội cho vì ở Berlin đông người Việt Nam buôn bán quá cho nên tôi bán hàng không chạy. Bạn vẫn có cách. Đây này, tài nguyên nằm ở đây này. Simon Peres, thủ tướng Israel nói rằng năm nay chúng ta, nước Israel đã xuất khẩu chất xám bằng 3 lần sản lượng xuất khẩu dầu khí của Ả Rập Xê Út. Đây này, hãy hút từ đây ra này. Và cái này có thể hút được nhờ lời của Đức Chúa Trời. Hãy quay sang người lân cận nói rằng nhờ lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là tin lành. Trong lời của Ngài có sức mạnh. Trong lời của Ngài có sức mạnh. Và nhờ sức mạnh đó mà tôi và bạn có thể vào được thiên đàng. Phao-lô khuyên trong Công vụ các sứ đồ phải chịu nhiều khó khăn mới vào thiên đàng được đấy. Không phải đơn giản đâu. Tôi hỏi anh chị em, những người nào tin Chúa Giêsu xong rồi phát hiện ra rằng đi theo Chúa thật là khó, giơ tay tôi xem nào. Nha, cám dỗ nhiều lắm. Sự tấn công nhiều hơn. Bạn ơi, hoàn toàn đúng như vậy anh chị em. Không phải dễ đâu anh chị em. Trước đây chúng ta nói dối thoải mái, lương tâm không hề cáo trách. Còn bây giờ nói sai một chút xong là bị cáo trách rồi đấy. Trước đây chúng ta phạm tội thoải mái, không ai nói gì. Mà bây giờ phạm tội cái chỉ trích. Tôi đứng ở trong vị trí, đang đứng tại đây. Có những cái bạn được quyền làm, tôi không được quyền làm. Mọi người biết là quyền làm gì không? Bạn ngồi ở dưới, tôi đứng ở trên. Bạn ngồi dưới, ngứa mũi, bạn ngoáy thoải mái, rồi rút ra vo viên. Còn tôi đứng ở trên này, cũng ngứa mũi đấy. Mà đâu được quyền gãi, đâu được quyền vo viên. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thấy ra anh chị em ơi, có những cái người khác được quyền làm mà bạn không thể làm được. Có những cái người ta không phải làm mà bạn phải làm bởi vì bạn là con cái Đức Chúa Trời. Amen. Có người nói rằng bây giờ có mạng xã hội, Facebook thoải mái ở trong đó. Đó là cái thông tin cá nhân. Tôi muốn vào đó tôi làm gì cũng được. Xin lỗi bạn. Đúng. Nếu bạn ở trong tư cách không phải là con cái Chúa, bạn muốn vào đó làm gì cũng được. Kiểu như hiện tượng bà Tưng ở Việt Nam đấy. Mọi người biết bà Tưng là bà nào không? Tôi không hiểu tại sao cái cô bé đó đặt tên là bà Tưng. Tưng. Tức là cái gì cũng trưng ra thì mới gọi là bà Tưng. Bạn ơi, cô bé có biệt hiệu bà Tưng đó có thể làm được những chuyện vớ vẩn đó mà cả báo chí Việt Nam chửi bới. Nhưng tôi và bạn, đặc biệt những cô gái trong hội thánh Berlin này, bạn nói rằng đó là cái mạng xã hội tự do muốn làm gì thì làm. Xin lỗi bạn. Bạn là sự sáng của Đức Chúa Trời. Bạn không thể vào trong đó tưng tửng ở trong đó được. Amen. Amen. Thành ra Phao-lô có nói rằng tôi được tự do làm được mọi sự nhưng không phải việc gì cũng gây dựng được người khác. Tôi được tự do làm được mọi sự nhưng không phải sự gì cũng bởi tình yêu, sự gì cũng làm gương tốt cho người khác. Không. Tôi và bạn có những đòi hỏi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Cái đó tôi và bạn cần sức mạnh là như vậy đó anh chị em. Matthew đoạn 25 câu 28 câu 30. Lại một lần nữa bị sốc. Sốc hết cái này là tới cái khác. Chúa ơi, con cứ tưởng vào trong Ngài ân điển là được nghỉ ngơi, ân điển là không phải làm gì, ân điển là cứ há miệng chờ sung. Mà bây giờ là thế này sao? Đây là câu chuyện Chúa gọi 3 người tới cho mỗi người. Người thì 5 ta lâng, người thì 2 ta lâng, người thì 1 ta lâng. Người 5 ta lân làm được 5 ta lân nữa thành 10. Người 2 ta lân làm được 2 ta lân là 4. Có nghĩa là 2 người đầu làm được gấp đôi. Chúa khen họ như nhau, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy bước vào nhà Chúa ngươi hưởng sự vui mừng. Còn kẻ thứ ba nhận được 1 ta lân đem trốn. 1 ta lân này trị giá cỡ khoảng 193.000 đô la. Nếu nó là ta lân vàng thì giá trị bằng 193.000 đô la. Còn nếu là bạc, nếu là đồng thì nó là khác nhau. Và người thứ ba này trôn ta lân và mang tới giả Chúa. Chúa nói rằng, ngươi tại sao lại làm như vậy? Tại sao ngươi không giao cho hàng bạc? Nếu ngươi không muốn làm điều mà ta đã huấn luyện ngươi, vì ta biết tài của ngươi, cho nên ta giao cho ngươi 1 ta lân. Hãy làm lợi ra. Ngươi không những không làm lợi mà còn lại trôn dưới đất nữa. Tại sao không giao cho người hàng bạc, cho ngân hàng để lấy lãi? Ta về lấy vốn lại lấy lời. Và sau khi Chúa nghe thấy như vậy, Ngài nói xong, Ngài nói rằng, vậy các ngươi, đầy tớ ta, hãy lấy 1 ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Không hề có kiểu xã hội chủ nghĩa nha. Kẻ có nhiều rồi lại được cho hơn nữa. Tiếp theo, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cắt luôn điều họ đã có nữa. Kinh không? Kinh không anh chị em? Tất nhiên, tôi biết nhiều người địa chủ là cường hào ác bá, nhưng không phải địa chủ nào cũng là người gian dối như vậy đâu. Họ là những người có cái đầu, họ là những người biết quản lý làm việc. Nhưng khi chúng ta diệt hết địa chủ, chúng ta làm cho đất nước bị nghèo dần đi. Anh chị em biết không? Chúng ta đi được thẳng là nhờ xương sống lưng này này. Nếu mà đập chết tất cả những con người như vậy thì chúng ta sẽ bò cả đời. Chúa, Ngài ban cho những kẻ có đức tin. Thành công rồi lại được thêm nữa để thành công hơn nữa. Và bạn ơi, đừng ghen tị với kẻ được 5 ta lân. Bởi vì kẻ được 5 ta lân đó, có thể 1-2 năm trước đây nó cũng nhận được 1 ta lân như bạn và như tôi bây giờ vậy. Hãy làm lợi ra thành 2 đi. Rồi sau đó 2 lại thành 4, 4 lại thành 8. Và cứ như vậy phát triển. Đó là nguyên tắc nước trời. Tôi không nghĩ rằng con chim mẹ, chim ưng đó, nó để một khoảng cách quá xa mà các con nó không nhảy lên được đâu. Nó xa dần, đầu tiên gần hơn, xa dần để con nó càng ngày càng vươn lên to hơn, to hơn. Sải cánh của mỗi con chim đại bàng có thể dài 2 mét. Nó sải như vậy và nó bắt buộc phải vươn cao hơn để sải cánh của nó có thể xòe rộng hơn. Bạn ơi, đức tin sẽ giúp bạn nhận được nhiều hơn. Đừng sống theo chủ nghĩa nghèo khổ, hà tiện. Nó rất là dở. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm quá mà nó nhập vào đầu của bạn sẽ trở thành hà tiện. Hà tiện là tư tưởng nghèo. Tư tưởng nghèo không bao giờ giàu được. Amen. Hãy nói với người lân cận rằng, tư tưởng nghèo không bao giờ giàu được. Tôi có 2 bức tranh để cho chúng ta nhìn, nó liên quan tới bài giảng. Hãy bật lên một bức hình. Đây, đây là một loại cây có tên là xương rồng. Tôi đã chụp một cái ảnh, rõ ràng bàn tay của tôi đặt trên nó, nhưng gửi cho người đặc trách về kỹ thuật, họ nói rằng ảnh cái mật độ nó quá là mỏng, thành ra là không chiếu đến màn hình rộng được, phải tìm một cái ảnh khác. Và cái đây là cây xương rồng, nó cao được gần bằng một bàn tay của tôi vậy. Và có một lần nhà tôi trồng một cây xương rồng như vậy và không thấy lớn, tưới cây mãi không thấy lớn, và cùng thấy mệt quá rồi. Mà thỉnh thoảng tưới nó rồi chăm sóc nó tọc vào tay, thấy rách việc, tôi cho vào thùng rác. Cái đây 2 năm trước, tôi đến nhà một trưởng lão tại Hanover, nhìn thấy một cái cây giống hệt cây nhà tôi mà to đùng. Mà bây giờ hãy nhìn xem, đây là cô con gái của trưởng lão ngồi trên cái cây giống hệt cây nhà tôi. Mọi người nhìn thấy không? Nó cao cỡ khoảng 70-80 phân, to như vậy đấy. Tôi mới hỏi trưởng lão rằng, trưởng lão Lương ơi, nhà tôi cũng có cây như thế này mà tưới mãi, chăm sóc mãi cả mấy năm trời mà nó chỉ chút chút này thôi. Và cuối cùng tôi bực quá vứt thùng rác rồi. Tại sao trưởng lão, có loại giống to hơn à? Trưởng lão nói tôi một điều cực kỳ đặc biệt mà tôi đã chụp ảnh để mà đưa vào bài giảng ngày hôm nay đó. Trưởng lão nói rằng, tôi cũng bị rơi trong hoàn cảnh như mục sư vậy. Nó đây này, cũng chỉ bằng nắm tay thôi mãi mãi vẫn chỉ bằng một nắm tay mà không biết làm sao để cho lớn được. Và cuối cùng có một người họ khuyên tôi rằng phải thay đổi cái cục ở dưới đó. Có nghĩa là cái mức độ bình nó nhỏ ngần nào thì nó ép cho cái cây đó chỉ ngần đó thôi. Càng nới rộng bình to ra thì cây nó càng to ra, và nó gần bằng cái bình rồi lại phải thay bình to khác, rồi nó lại to tiếp, lại to tiếp. Và bây giờ ông quyết định không thay bình nữa vì nó chiếm diện tích nhà rồi. Chúc anh để làm kỷ niệm cho bài giảng ngày hôm nay. Tư tưởng phải thay đổi. Bình cũ không thể đựng rượu mới được. Bạn nếu vẫn tiếp tục làm việc kiểu cò con, ngày xưa làm cái Inbis được thành công, nếu bạn cứ tưởng cách quản lý làm việc kiểu Inbis thành công đó sẽ làm ra chuỗi Inbis thành công, xin lỗi bạn, thất bại đó bạn. Phải thay đổi mình trước, rồi sau đó mới thay đổi công việc. Còn nếu như đầu vẫn nghĩ Inbis mà phát triển thành tổng công ty Inbis, sau 3 năm sẽ trở lại một cái Inbis. Bạn có biết câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng chưa? Vì đầu ông ta không thay đổi, cho nên vợ ông có thể thành công chúa, cái túp lều tranh đó có thể thành lâu đài. Nhưng cái vấn đề ở chỗ cái đầu con người này này, nó vẫn là ông lão già đánh cá, thì sớm muộn gì vẫn quay trở lại chu du thế giới và quay trở về túp lều tranh với mụ lão già bên cạnh. Người ta nghiên cứu những con người trúng độc đắc xổ số 5 năm 7 năm sau nghèo hơn là trước khi trúng nữa. Ngày xưa còn có tivi đen trắng xem, có chiếc Honda cọc cạch phóng. Bây giờ với chiếc bơm xe đạp ngồi, có cái bảng bên cạnh 500 đồng một bánh. Hỏi vì sao? Ông nói rằng ước gì không trúng xổ số. Bỗng nhiên tiền vào ập, tiêu một cách thoải mái vì không bởi công sức. Tiêu nó quen rồi, đến cuối cùng là tiêu hết sạch số tiền trúng xổ số. Mà miệng vẫn quen ăn, nó ăn luôn chiếc xe Mobidet, nó ăn luôn chiếc tivi đen trắng, nó ăn luôn cái nhà. Và bây giờ còn mỗi cái bơm xe đạp chưa ăn. Đầu quan trọng. Amen. Hãy nới rộng đầu của mình ra. Bởi vậy cho nên anh chị em, tôi luôn luôn giảng để kêu gọi, để kích thích anh chị em, để mà thách thức anh chị em hãy thay đổi ra khỏi nhóm thánh kinh. Tư tưởng của bạn hãy ra khỏi nhóm thánh kinh còn con. Hãy nhìn hội thánh 1.000 người, hãy nhìn hội thánh 3.000 người. Phải thay đổi tư tưởng trước. Đừng cầu nguyện cho số đông, hãy cầu nguyện cho bạn và tôi thay đổi trước. Và ngày hôm vừa rồi tôi công bố rồi, với trật tự của hội thánh ngày Chủ nhật chúng ta có thể đón 400 người tới rồi. Còn trước đây tôi kêu gọi đừng cầu nguyện cho đông người tới, mà hãy cầu nguyện cho chúng ta được thay đổi. Còn bây giờ chúng ta có thể chờ đợi 400 người tới hội thánh được rồi. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bởi vậy cho nên trồng cây chỉ cần 10 năm thôi. Còn nếu mà muốn thay đổi 100 năm sau phải trồng người. Con người rất là quan trọng. Con người rất là quan trọng. Amen. Amen. Hãy quay trở lại Luca đoạn 1 câu 53. Anh chị đã mệt chưa? Một chút nữa là kết thúc đấy. Tôi đang nói về người đói. Tôi đang nói về người đói. Tôi đang nói về người đói. Tôi đang nói về người đói khát. Chúng ta đang ngồi tại đây, có thể ai đó nhồi nhét vào đầu bạn hội thánh chúng ta tại đây lớn nhất Âu Châu của người Việt Nam. Bạn ơi, hãy gạt sang một bên những thông tin đó. Chúng ta chưa là cái gì hết. So với 30.000 người tại Berlin này, bạn và tôi, hội thánh 150 người chưa là cái gì hết đó. Đừng để cho cái điều đó nhiễm vào đầu của bạn, để bạn trứng lại và nói rằng sung sướng rồi, hay rồi, tuyệt vời rồi. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Chúa nói Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon. Chúa ơi, hãy cho con đói khát nhiều hơn Ngài. Không phải số lượng mà Ngài nhiều hơn. Tôi có nhiều khi đặt câu hỏi, Chúa ơi, có những người có những nan đề mà cầu nguyện vật vã, người ta chưa được thay đổi. Nan đề vẫn nằm đó. Nhưng có những nan đề mà tưởng chừng kinh hoàng, nhưng chỉ một lời cầu nguyện đơn sơ, cuộc đời được thay đổi. Chúa nói rằng sự khác biệt ở chỗ là sự sức giàu. Nếu như bạn đụng vào một cái dây điện mà với dòng điện cao thế, đụng vào là giật chết người luôn. Còn cũng dây điện này, nó chỉ chạy qua khoảng 15V thôi, thì bạn sờ vào thấy khoái khoái, thấy giống như mát xoa cho bạn vậy. Không thay đổi được. Bởi vậy cho nên khi bạn có tương giao với Đức Thánh Linh, khi bạn được sạc đầy bình điện từ Ngài, một lời cầu nguyện ngắn gọn thôi, nan đề đó có thể được thay đổi. Người nghiện hút có thể được giải phóng. Còn nếu không được sạc đầy bình điện, bạn có thể la hét 3 ngày trời nhưng nan đề của họ vẫn y chang như vậy. Đói, đó là điều kiện cần để được đầy thức ăn ngon. Đói là điều kiện cần. Hãy nói với người lân cận rằng phải đói. Có hai con người mà tôi muốn đưa ra là minh họa về sự đói khát đây. Cùng bật lên trong Các Vua 2 đoạn 2. Tôi xin đọc cho mọi người nghe câu chuyện này. Đây là một câu chuyện minh họa làm sao chúng ta nhận được sự sức giàu. Ôi Chúa ơi, hội thánh của Ngài tại đây, mỗi chúng con có mặt tại đây cần được sự sức giàu. 30.000 người Việt Nam tại đây cần được sự sức giàu. Những người ở ngoài chợ Đồng Xuân cần được sự sức giàu. Dù họ thật là nhiều tiền nhưng gia đình của họ bị ben bét. Dù họ thành công trong thương trường nhưng con cái của họ không dậy nổi. Họ đang lo lắng, sợ hãi, bất an. Họ cần được sự đụng chạm bởi thần Ngài qua chúng con. Các Vua 2 đoạn 2, tôi đọc lại cho mọi người từ câu 1 này. Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Ê-li-sê ở Ghinh Ganh đi ra. Eli nói với Ê-li-sê rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bethel." Ê-li-sê thưa với người rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy hai người đi xuống Bethel. Câu số 4. Eli nói với Ê-li-sê rằng khi ở Bethel: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho." Ê-li-sê lại thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy hai người đi đến Jericho. Câu số 9. Khi qua rồi, Eli nói với Ê-li-sê rằng, xin lỗi, từ câu số 6 trước. Eli nói với người rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jordan." Ê-li-sê nói rằng: "Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Trời hằng sống, chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy hai người cứ đi với nhau. Tiếp theo, câu số 7. Có 50 người ở trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa đối ngang Jordan. Còn Eli và Ê-li-sê đứng lại tại mé nước sông. Eli bèn lấy áo tơi mình cuốn lại, đập trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên. Hai người đều đi ngang qua chỗ đất khô. Khi qua rồi, Eli nói với Ê-li-sê rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi." Tôi dừng lại chỗ này, tí nữa sẽ đọc tiếp. Ở đây là một câu chuyện hai thầy trò. Ông Eli đã lập một trường dạy tiên tri, trong đó có nhiều học trò lắm. Và Eli biết là rằng sắp tới mình sẽ được rước lên trời. Ông nói với các học trò rằng: "Thôi, các ngươi ở lại trường, ta sẽ đi. Chúa sẽ nhắc ta đi đây." Và khi ông đi như vậy thì có 51 người đi theo. Trong số một đám đông học trò của mình, có thể là 7.000 người, như Chúa đã nói với ông ta là ta để dành sẵn 7.000 người không thờ lạy thần Ba Anh. Ở trong trường Thánh Kinh đó, hoặc là trường tiên tri, 7.000 người sinh viên học. Nhưng khi thầy giã từ đi thì chỉ có 51 người thôi. 50 người học trò cộng với Ê-li-sê là 51. 51 người đi theo thầy để xem thầy đi đến đâu. Và Eli nói với học trò của mình rằng: "Hãy ở lại đi, đừng đi theo ta. Chúa kêu gọi ta tới Ghinh Ganh." Hãy nhắc lại cùng tôi từ Ghinh Ganh. 51 người này, trong đó có Ê-li-sê, nói rằng: "Không, con không ở lại đâu, con đi theo thầy." Họ đến Ghinh Ganh rồi, Eli lại nói với học trò rằng: "Ở lại đây, Chúa kêu gọi ta tới Bê-tên, để ta đi đây." Ê-li-sê nói rằng: "Không, thầy đi đâu con theo đó. Thầy tới Bê-tên, con cũng tới Bê-tên." Đi theo thầy đến Bê-tên, 51 người. Đến Bê-tên, Eli lại nói rằng: "Ở lại đây, Chúa kêu gọi ta tới Jericho." 51 người, trong đó có Ê-li-sê, nói: "Không, chúng con không ở lại, đi theo thầy." Họ đi đến Jericho. Eli lại nói rằng: "Hãy ở lại, Chúa kêu gọi ta tới Jordan." Dường như chơi trò ú tim vậy. Tại sao? Chúa đang muốn trao cho ai đó trong số những con người này một món quà mà của con người này, thầy này đã có, để ông được nhắc lên cái ơn đó, ở lại trên đất này phục vụ dân sự tiếp theo. Ai là người sẽ nhảy lên để đắp cái mồi từ mỏ của mẹ mình? Ai là người nhảy cao hơn hết thầy để lấy cái mồi đó? Lần này đến sông Giô-đanh, 50 người ở lại, chỉ còn một mình Ê-li-sê đi tiếp. Chỉ có một mình duy nhất Ê-li-sê đi theo. Và đến sông Giô-đanh, Eli nói với Ê-li-sê rằng: "Học trò của ta, ngươi đã theo ta đến cuối cùng rồi. Hãy xin ta điều ngươi muốn, ta sẽ làm cho ngươi. Hãy xin ta điều mà ngươi muốn, ta làm cho ngươi." Và Ê-li-sê học trò nói rằng: "Thưa thầy, hãy cho con được sự sức giàu gấp đôi thầy. Hay nói một cách khác rằng, hãy ban cho con phép lạ quyền năng gấp đôi thay. Cái này gọi là hậu sinh khả úy. Học trò đòi gấp đôi thầy cho nó oách. Tất nhiên không để cho nó oách. Eli nói rằng, được, việc này khó đấy, ta không làm được nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm. Nếu ngươi đừng chớp mắt, hãy nhìn trông vào ta, dường như là lấy hai que diêm chọc hai mi mắt đứng dậy vậy. Vì chú nhức có thể trong 1/1000 cái nháy mắt thôi, mà chỉ cần ngủ gật cái là có thể là đi tiêu rồi. Ngủ gật một cái, chọc mắt một chút, mở mắt ra thầy đã mất rồi, là nguy hiểm. Nếu ngươi nhìn chăm chăm và thấy ta được nhắc lên đúng thời điểm đó, thì ngươi nhận được điều mà ngươi ước ao. Đó là sự tỉnh thức đó anh chị em. Hallelujah. 4 nơi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ 4 nơi. Ghinh Ganh. Đầu tiên Chúa kêu gọi Ê-li-sê và Eli tới Ghinh Ganh. Ghinh Ganh là nơi nào? Ghinh Ganh là nơi mà dân Do Thái chuẩn bị bước vào đất hứa. Đặt chân đầu tiên tới đất hứa đó thì họ đã được Chúa phán trong Joshua. Hãy nhìn lại câu Kinh Thánh. Sách Joshua có nói về địa điểm Ghinh Ganh. Đoạn 5 câu 9 nói rằng, bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Joshua rằng, ngày nay ta đã cắt khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai-cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Ghinh Ganh cho đến ngày nay. Ghinh Ganh là chỗ nào? Ghinh Ganh là lúc bạn được tái sinh. Ghinh Ganh là lúc bạn được nhận sự sống mới. Ghinh Ganh khi Ai-cập đã bị xóa khỏi. Ghinh Ganh là nơi bạn ăn năn và tiếp nhận tin lành. Khi mà bạn tiếp nhận Giê-xu là cứu Chúa đời sống của mình, cái thời điểm đó bạn đang ở Ghinh Ganh. Cái thời điểm đó bạn đang ở Ghinh Ganh. Nhưng có rất nhiều người đã dừng lại đóng lều tại Ghinh Ganh, không đi tiếp. Họ trở thành tôn giáo, họ trở thành truyền thống. Họ nói rằng như vậy đủ rồi. Họ coi họ là những kẻ giàu. Tôi đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Nhưng trong số những con người này không có Ê-li-sê, không có bạn và không có tôi. Chúng ta không ở lại Ghinh Ganh, chúng ta đến Ghinh Ganh và đi tiếp từ Ghinh Ganh đi nữa. Hỡi anh chị em, đừng thỏa lòng khi bạn đã có một điều. Đừng thỏa lòng tại Ghinh Ganh, đừng chết tại Ghinh Ganh, đừng chôn tại Ghinh Ganh, đừng thất bại tại Ghinh Ganh. Sự tái sinh tiếp tục. Eli nói rằng, hãy ở lại. Hãy ở lại đi, đừng đi nữa. Ta được Chúa kêu gọi tới Bethel. Hãy nhau lại cùng tôi từ Bethel. Bethel là nơi nào? Bethel là nơi Abraham đã được Chúa nói một lời giao ước. Còn ngươi, dòng dõi ngươi, đất của ngươi và phước trên dòng dõi này. Ông đặt một cái bàn thờ gọi là Bethel. Bethel là nơi mà cháu của ông sau này là Gia-cốp đang ngủ nằm mơ thấy cửa trời, thang từ trời lên xuống. Họ đá ông ta gối đầu nằm ngủ. Ông ta nói rằng đây sẽ là trụ của đền thờ sau này. Con sẽ đi hầu việc Ngài. Nếu con quay trở về, Đức Giê-hô-va ơi, được đầy sự giàu có, con sẽ nộp cho Ngài 1/10 lợi tức và xây cho Ngài một đền thờ tại chỗ con nằm. Ông gọi đó là Bethel. Bethel có nghĩa là đền của Ngài. Bethel có nghĩa là bàn thờ của Ngài. Bethel có nghĩa là sự tương giao cửa trời. Đừng dừng lại ở Ghinh Ganh. Hãy đi tiếp tới nơi tương giao. Hãy đi tiếp tới sự kêu gọi. Chúa nói rằng rất nhiều người được cứu tới với ta, nhưng vô số những con người họ ở lại. Rất nhiều người được cứu tới với ta, ta kêu gọi họ, nhưng mà họ đáp ứng ít quá, vì họ đã dừng lại tại Ghinh Ganh. Hãy bước tới BT là nơi sự kêu gọi, là nơi những lời giao ước, những khế ước đối với Ngài. Nhưng Eli lại nói tiếp tục với học trò rằng, hãy ở lại BT, hãy ở lại đây, ta sẽ tới Jericho. Hãy nhắc lại cùng tôi Jericho. Rất nhiều những con người họ nhận sự kêu gọi, nhưng họ không dám đối diện với Jericho. Jericho đó là chiến trận. Jericho là một thành trì rất là to lớn, mà tường của nó xe ngựa chạy lên trên được. Nó rộng gần bằng vạn lý trường thành vậy, cái bề dày của nó thật là lớn. Joshua cùng dân sự đi vòng xung quanh. Mỗi ngày trong 6 ngày đầu, một vòng xung quanh Jericho, một thành lớn nhất trong 31 các vua khác, đi xung quanh mỗi ngày một lần cả dân sự. Nhưng riêng ngày thứ 7 họ đi 7 lần, 7 vòng liền xung quanh thành. Và đến cuối cùng của cái lần cuối cùng đó, họ cùng đồng thanh la lên. Từ gì tôi không rõ, nhưng khi họ la lên rồi thì bức tường thành sập từ trong sập ra. Chúa ngài đạp đổ bức tường đó. Jericho là nơi mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ 40 ngày trong đồng vắng. Cái nơi đó nó nằm gần ở Jericho đó, mà tôi và các trưởng lão đã tới khu vực đó, đồng quanh. Ở xa kia là thành Jericho, ở đây là khu vực Chúa Giêsu 40 ngày chiến đấu trong sự kiêng ăn với ma quỷ. Hỡi anh chị em, nhận được sự sức giàu, nhận được sự kêu gọi, nhưng hãy nhớ để làm gì với sự sức giàu đó? Trận chiến. Amen. Amen. Con trai của tôi vừa rồi, nó được mẹ nó mua cho một vài cái kiếm nhựa trong Lego nhỏ bằng, chưa đầy bằng cái tăm. Nó cầm cái gươm đó giao chiến đấu với tôi. Tôi nhìn con tôi Jeremy và cười, suy nghĩ trong đầu tội nghiệp. Có nhiều người là lấy cái kiếm nhựa kiểu như xỉa răng đó đánh nhau với ma quỷ, nó sẽ cười bạn. Bạn phải nhận sự sức giàu kiểu khác để đối diện với nó. Amen. Amen anh chị em. Bên Nga, Hội Thánh mua một cái miếng đất tòa nhà xây dựng, nó một nhà máy cũ. Cái người chủ nhà nói rằng, cái người chủ xưởng nó nói rằng hãy đặt cọc 400.000 đô la trước. Nó tương đương khoảng hơn 2 triệu. Hãy đặt cọc trước và chúng tôi sẽ giữ miếng đất này cho các anh chị. Nếu không mua, mất tiền đặt cọc. Còn nếu mua, trừ vào tiền đặt cọc chỉ còn lại 1,6 triệu thôi. Và sau khi nghe xong, ban lãnh đạo Hội Thánh suy nghĩ, không được, thế này là có điều gì không ổn đây. Cầu nguyện thấy có một điều gì trong lòng không được ổn. Chúng tôi quyết định tới ban gọi là cái bộ về địa chất, trắc địa của thành phố Moscow. Sau khi qua một số người quen luật sư, họ đưa ra cái bản vẽ của khu vực đó, thì thấy rằng ở dưới có một mạch nước ngầm bên cạnh đường tàu. Và ở đây nhà nước Nga không cho phép xây nhà 2 tầng trở lên, chỉ 1 tầng thôi. Và như vậy tòa nhà sắp tới của Hội Thánh muốn xây cao lên không thể xây được, bởi vì họ đang muốn làm một quả lừa Hội Thánh. Họ thấy rằng chúng tôi luôn luôn hàng tuần mang đồ ăn tới Uzbekistan để nuôi những người nghèo khổ, thấy rất là nhân từ. Họ nghĩ rằng cái hội nhân từ này ngu lắm đấy, thành ra lừa bọn này dễ lắm. Tiền bọn nó là tiền mà từ Mỹ tới. Xin lỗi, khi chúng tôi đến nói các anh đã định lừa chúng tôi, họ bảo xin lỗi, tôi cứ tưởng thế này thế kia. Và người mục sư trưởng nói rằng, tôi nói với các anh biết rằng chúng tôi là mục sư Hội Thánh, chúng tôi rất là nhân từ, nhưng không phải là ngu đâu, không phải là những kẻ ngu để các anh lừa đâu. Đừng hiểu lầm chúng tôi. Có rất nhiều cạm bẫy trong thế gian này mà chúng ta cần sự sức giàu để mà đối chọi. Amen. Hãy nhắc lại Jericho. Và khi bạn chiến thắng Jericho rồi thì Eli nói rằng, Ê-li-sê dừng lại đi, ta được chúng tôi gọi tới Jordan. Hãy nhắc lại từ Jordan. Hallelujah. 50 người kia đã dừng lại tại Jericho, còn duy nhất Ê-li-sê bước theo thầy của mình tới sông Jordan. Phép lạ xảy ra, Jordan rẽ ra làm đôi, bước vào. Jordan là nơi nào anh chị em? Jordan đó là sự tỏ ra thuộc linh. Hãy cùng tôi xem đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 29. Jordan là sự tỏ ra thuộc linh. Ghinh Ganh là nơi được cứu, được tái sinh. Bethel là nơi được Chúa kêu gọi đi hầu việc Chúa, báp tem Đức Thánh Linh. Jericho là chiến trận với ma quỷ, xác thịt và thế gian. Còn Jordan đầy dẫy quyền năng, sự tỏ ra về thuộc linh, sự sức giàu gấp đôi. Chúng ta cùng nhau xem này. Giăng đoạn 1 câu 29. Qua ngày sau, Giăng Báp-tít thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói: Kia, chiên con Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Sự tỏ ra. Bạn hầu việc Chúa không có sự tỏ ra, không đầy trọn quyền năng của Đức Chúa Trời. Giô-đanh là nơi có sự tỏ ra. Giô-đanh đó là nơi mà Phao-lô cầu nguyện cho Ê-phê-sô rằng: Lạy Cha vinh hiển ban thần trí, sự khôn sáng, sự tỏ ra cho anh em. Hãy mở mắt lòng của anh em để thấy được sự kêu gọi, thấy được sự giàu có, thấy được quyền năng. Giô-đanh là nơi tỏ ra. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Hãy nhắc lại cùng tôi từ tỏ ra. Giô-đanh chính là nơi của sự tỏ ra. Bạn và tôi cần sự tỏ ra. Bạn và tôi cần sự tỏ ra từ trời. Hay lắm anh chị em. Mỗi một công việc của bạn, dạy dỗ con cái, quan hệ với vợ của mình, Trong sự hầu việc Chúa, bất kỳ một công việc gì bạn cần sự tỏ ra từ trời. Chúa không phải chỉ tỏ ra cho bạn những chuyện siêu nhiên, mà Ngài tỏ ra cho bạn những điều rất là tự nhiên để bạn hoàn thành được. Bạn và tôi không thể hô khẩu hiệu, nhìn vào quả cầu thế giới và nói rằng Việt Nam thuộc về Ngài, Việt Nam thuộc về Giê-xu, Việt Nam thuộc về Giê-xu. Bạn có hô 100 năm như vậy nữa thì quả cầu vẫn là quả cầu. Còn bạn mà không thực tế hóa thì gia đình của bạn có thể bị tan nát. Miệng của bạn vẫn hô, nhưng mà gia đình của bạn, con cái bỏ Chúa hết cả rồi. Hãy xem lại sự sức giàu của Chúa từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Amen. Có một lần tôi nghiên cứu về Chúa tạo dựng và phát hiện ra cái vũ trụ này, bán kính của nó 30 tỷ năm ánh sáng. Hệ mặt trời có 9 hành tinh quay xung quanh, không mắc vào nhau, không treo vào đâu. Nó giằng với nhau mà không có cái nào bị rơi xuống và rụng. Từ cái vĩ mô lớn lao đó, nhìn qua kính hiển vi vào thế giới vi mô, thấy những điện tử quay xung quanh hạt nhân, những phân tử được tạo bởi từ những điện tử, và những phân tử đó kết hợp lại những phân tử khác trở thành một vật chất. Và vật chất đó nó tạo dựng từ cái nhỏ, nó trở thành cái cẳng chân của tôi, nó trở thành cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi là một cá thể trong một cộng đồng người Việt Nam. Việt Nam nằm trong một thế giới. Thế giới nó nằm trong một quả đất mà bạn và tôi đang sống. Quả đất này là một trong 9 hành tinh quay xung quanh mặt trời. Và mặt trời, hệ mặt trời là nằm trong giải ngân hà mà nó đang có. Giải ngân hà này là một trong 100 tỷ các giải ngân hà khác. Ồ, và Chúa nói với tôi rằng hãy nhớ một điều, cái lớn nó được giữ vững bởi cái cực tiểu, cái cực đại được vững bởi cái cực tiểu. Nếu các điện tử mà bị lộn xộn là cái cực đại sẽ bị vỡ. Thành ra anh chị em ơi, cá nhân của bạn, gia đình của bạn, con cái của bạn, tính cách của bạn, sự kêu gọi của bạn là cái cực tiểu. Nó có thể mang lại cái vĩ đại Việt Nam được cứu sau này. Amen. Bởi vậy cho nên cần sự tỏ ra mỗi một việc làm từ nhỏ. Tiếp theo, Giăng còn làm chứng này: ta đã thấy Thánh Linh. Đó là sự tỏ ra đó. Ta đã thấy Thánh Linh. Thánh Linh đã mở ra, Đức Chúa Trời mở ra cho ông nhìn thấy. Thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Tiếp theo, về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng Đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán rằng Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống trên ấy là Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy Linh, ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Hãy nhắc lại thấy. Hãy nhắc lại thấy. Hãy nhắc lại thấy. Cảm ơn Chúa. Đó là sự tỏ ra thuộc linh. Quay trở lại Ê-li-sê. Đoạn 2 câu số 12. Tôi sẽ kết thúc ở đây. Đoạn 2 câu số 12. Sau khi Eli được nhấc lên, Ê-li-sê nhìn thấy bèn la lên rằng: Cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ. Tại sao gọi là xe và lính kỵ? Thời kỳ bấy giờ, mỗi một nước họ có một đội lính kỵ. Đó là sức mạnh, giống như bây giờ vũ khí hạt nhân đó. Mọi người biết Bắc Hàn đúng không? Có một cái lọ penicillin nguyên tử nha, không biết là có thật hay không, nhưng mỗi lần đói một cái ra kêu thử cái nhé, ra thông báo tôi thử quả bom này cái nhé, là cả thế giới bắt đầu sợ cuống cả lên để mang khoai tây, mang bột mì đến viện trợ. Mỗi lần đói là Bắc Hàn lại mang ra để dọa. Vì sao? Vì có cái quả bom nguyên tử. Thời kỳ bấy giờ họ không có bom nguyên tử để dọa, nhưng họ có xe và lính kỵ. Pharaoh, sức mạnh của ông ta có 600 lính kỵ và đều bị giết chết ở dưới biển đỏ. Sức mạnh của Pharaoh ở trong 600 lính kỵ đó. Và bây giờ học trò nói với Eli được nhắc lên rằng: Ôi cha ơi, cha ơi, là xe và là lính kỵ của Israel. Đoạn Ê-li-sê không còn thấy người nữa, rồi người nắm áo mình xé ra làm 2 mảnh. Ê-li-sê áo xé xoạc ra làm 2 mảnh. Ê-li-sê bèn lấy áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống, trở về đứng tại mé Jordan. Có 2 việc Ê-li-sê làm. Khi Eli bay lên, ông ta lấy cái áo khoác của ông ta quẳng xuống dưới. Và chính cái áo khoác đó ông ta đã đập xuống sông Jordan, nước Jordan rẽ ra. Áo đó ông quẳng lại. Và khi Eli được nhắc lên rồi, thầy của mình được nhắc lên, thì cậu học trò cưng này làm gì? Ông làm 2 việc. Một, xé rách chiếc áo của mình ra và lấy áo của thầy. Xé áo của mình, lấy áo của thầy. bỏ áo của mình để nhận áo của thầy. Đó là việc làm của Bát-ti-mê. Khi Chúa nói Bát-ti-mê lại đây, Bát-ti-mê cởi cái áo ngoài vứt ra. Cái áo ngoài là cái áo mà thế gian cho phép đi ăn xin hợp pháp. Mỗi một người đi ăn xin ở Thái Bình hay là ở Quảng Bình sắp tới, được hợp tác xã cho, chủ nhiệm hợp tác xã đóng một cái dấu, được quyền đi ăn xin hợp pháp. Có cái giấy đó người ta sẽ giúp đỡ. Cứ nhìn cái bậy, cái gậy, cái bị là biết ngay người Thái Bình. Và cái áo của Bát-ti-mê đó là áo được quyền ăn xin. Bây giờ ông ấy vứt ra để nhận cái gì anh chị em? Để nhận gì ạ? Nhận sự mở mắt thuộc linh. Hallelujah. Ê-li-sê đã xé cái suy nghĩ cũ dích của mình, xé cái phong cách sống cũ của mình, xé cái tôi của mình, xé cái đầu hà tiện của mình, xé cái ích kỷ tư kỷ của mình. Ông loại bỏ, ông đổi mới tư duy. Phao-lô nói đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến đổi bởi tâm trí mới của mình. Ông bỏ và lấy sức giàu mới. Ông đập một nhát xuống dưới sông, nước sông Jordan rẽ ra. Và nếu được cho tiếp câu số 15 để kết thúc. Hallelujah. Câu số 15. Khi các môn đồ của những tiên tri ở Jericho đối ngang Jordan, thấy Eli thì nói rằng thần Eli đổ trên Ê-li-sê. Họ đón người sắp mình xuống dưới đất trước mặt người và nói với người rằng, ok, dừng lại đây. Chúng ta nhìn thấy các môn đồ ở lại không tiến tới Jordan. Họ đợi ở Jericho. Khi nhìn thấy Ê-li-sê đi ngang tới và thấy sông Jordan mở ra thì lập tức họ nói rằng thần của Eli đã đổ lên trên Ê-li-sê. Họ đón người sắp mình xuống đất trước mặt người, giống như thầy của họ trong tương lai vậy. Bạn ơi, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về tấm lòng đói khát. Ê-li-sê đói khát như vậy đó. Khi nhìn thấy thầy của mình làm dấu kỳ phép lạ, Ê-li-sê đã ước ao được điều đó. Ông đói khát. Thầy nói rằng thôi ở lại đi, ta từ biệt các ngươi. Ông nói rằng không, thầy đi đâu con đi theo. Ông ở cùng thầy này, ông làm việc cùng thầy này. Và bây giờ sau khi nghe lời thầy dạy bao nhiêu năm tháng rồi, ông nói ông cần là sự sức giàu bởi cầu nguyện, sự sức giàu từ trời. Ông không, nhất quyết không rời khỏi thầy, bám chặt thầy. Và đến Ghinh Ganh ông không dừng lại, đến Bethel ông không dừng lại, đến Jericho ông không dừng lại, đi tới Jordan ông cũng không dừng lại. Ông chạy theo thầy, mắt nhìn chăm chăm thầy, giống như 120 người mà 10 ngày họ cầu nguyện trên phòng cao đợi ngày lễ ngũ tuần thần đổ xuống vậy. Chúa Giêsu nói rằng đòi mặc quyền phép từ trên cao. Ê-li-sê đã mặc quyền phép từ trên cao, là chiếc áo của Eli vậy. Và cảm ơn Chúa, nếu mỗi chúng ta ngồi tại đây ước ao có một tấm lòng như Ê-li-sê. Sắp tới một vị sứ đồ của Chúa xuất hiện tại đây, bạn và tôi cũng sẽ có tấm lòng như vậy. Chúa ơi, con hút từ Ngài. Lời Chúa nói rằng hãy giúp con đói Ngài liên tục để con được đầy. Và có thể sau 1 tháng, 2 tháng sau, kết thúc đại hội, mục sư ra về, bạn bắt đầu cầu nguyện cho nhóm tế bào. Nào chúng ta cùng cầu nguyện, vừa giơ cao tay lên, nào, người ta đứng dậy đó, tôi được chữa lành rồi, tôi được chữa lành rồi. Bạn đi vào bệnh viện ung thư, bạn đi ngang qua một số cái giường, bỗng nhiên gió bạn vừa phạt qua một cái, người ta một cục gì rơi ra từ bụng tôi. Và cả bệnh viện láo loạn bởi vì xuất hiện của bạn. Tới bệnh viện đã trống không. Bạn tới thăm trại tù trống không, sân vận động không còn để đá bóng nữa mà để nhóm thờ phượng truyền giáo. Anh chị ước ao không? Nhưng mà trước tiên phải đói khát. Trước tiên sự sức giàu cho bạn trước. Nếu không bạn không nhận được, bạn không thể cho ai được hết. Đầu tiên muốn cho con mình bú sữa, bạn phải ăn trước, bạn phải ăn trước, bạn phải ăn trước, bạn phải ăn trước, rồi sau đó mới mang sữa cho người khác. Amen. Mời chúng ta đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.